Nếu như 70% cơ thể của chúng ta là nước thì yếu tố chiếm 80% chiến thắng của một trận đấu bóng chính là thể lực. Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với channel YouTube của mình, và tập hôm nay, tập đầu tiên, đó chính là giúp tất cả mọi người làm thế nào để có thể duy trì thể lực trong một trận đấu bóng một cách hoàn hảo nhất. Trong cả một trận đấu thì rõ ràng chúng ta phải chạy rất nhiều, phải tăng tốc, tì đè đối phương để có bóng cũng như có được vị trí chúng ta mong muốn. Và nếu như chúng ta quá yếu thì việc giúp đội mình giành chiến thắng là một điều rất khó. Và chắc chắn rồi, những siêu sao như CR7, Neymar, Mbappe, họ phải tập thể lực rất nhiều để chắc chắn rằng họ hoàn thành 90 phút trọn vẹn của một trận đấu bóng đá một cách hoàn hảo nhất. Với những cái mắc cờ này thì hôm nay chúng ta sẽ có 3 bài tập. Bài tập đầu tiên sẽ giúp tất cả các bạn tăng tốc và sức dướng cách tốt nhất. Bài tập thứ hai đó chính là bài tập giúp các bạn có thể chịu đựng được áp lực của cường độ cao. Và bài tập thứ ba sẽ giúp tất cả các bạn tăng giới hạn chịu đựng của mình trong cả một trận đấu dài. Chúng ta sẽ đến với bài tập đầu tiên. Bài tập đầu tiên này nó có tên là zig zag và nó sẽ giúp cho tất cả các bạn tập tăng tốc và tập sức dướng một cách tốt nhất. Những gì chúng ta cần làm đó chính là 5 cái mắc cờ và xếp thành hình kim cương với một mắc cờ ở phía giữa. Khoảng cách của nó sẽ rơi vào tầm 1, 2, 3, 4, 5 bước chân. Chúng ta sẽ sử dụng mũi chân cho cả bài tập này khi mà chúng ta chạy. Trong mỗi một lần chạy thì chúng ta sẽ sử dụng tốc độ cao nhất có thể, tăng hết sức để có thể chạy thật nhanh. Chúng ta sẽ bắt đầu bài tập ở phía đầu tiên của hình kim cương. Chúng ta sẽ sử dụng mũi chân chạy thật nhanh hết cỡ vào mắc cờ ở giữa, sau đó chạy sang bên phải và sau đó sẽ kết thúc bài tập của chúng ta ở phần một nửa của kim cương với tốc độ cao nhất. Chúng ta sẽ có 5 giây để nghỉ ở trong một nửa này và tiếp tục, sau đó chúng ta sẽ chạy phần còn lại, chạy vào giữa. Và sau đó chúng ta sẽ kết thúc bài tập của chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ có 10 lần cho mỗi bài tập này và chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn thể lực để tăng tốc một cách nhanh nhất cho tất cả những cái lượt tập của chúng ta. Bài tập tiếp theo là bài tập số 2 và nó sẽ giúp tất cả các bạn chịu đựng áp lực ở cường độ cao. Tất cả những gì chúng ta cần làm đó là giữ nguyên hình kim cương ở bài tập thứ nhất. Và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái thang dây, hoặc ở đây mình cũng có thang dây, mình sẽ sử dụng các icon ở đây. Còn nếu các bạn không có icon hay là những mắc cờ thì các bạn có thể vạch kẻ hoặc là lấy bất cứ một cái gì để tạo ra một cái thang để chúng ta có thể tiếp tục. Thì khoảng cách giữa cái thang này và cái hình kim cương kia thì cỡ khoảng 10m. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chạy từ phía đầu của thang, chạy thật nhanh đến đây, sau đó chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn bằng mũi chân, bước thật nhanh hết sức có thể qua những cái thang này. Sau đó chúng ta sẽ chạy hết cỡ về phía hình kim cương. Và trong cái lúc sử dụng mũi chân chạy trong hình kim cương thì chúng ta chỉ sử dụng 80% thể lực của chúng ta thôi, và không sử dụng tất cả 100% để chúng ta có thể còn thể lực để có thể chạy quay về. Tất cả những lần quay về này thì chúng ta sẽ nghỉ 20 giây. Và sau kết thúc 20 giây thì chúng ta sẽ tiếp tục lần thứ hai. Và tổng số lần để thực hiện bài tập này đó chính là 10 lần. Và đây là bài tập mà có thể giúp chúng ta tập và chịu đựng áp lực ở cường độ cao. Thể lực là một trong những bài tập nhàm chán và mệt mỏi, nhưng mà chả có gì đến dễ dàng cả. Và nếu muốn đá bóng hay, nếu muốn đá bóng giỏi, nếu muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì không còn cách nào khác, phải tập thôi. Chúng ta sẽ đến với bài tập cuối cùng, và đây là bài tập để có thể giúp chúng ta tăng sức chịu đựng. Và đây là một bài tập với mình là bài tập dễ nhất và nó cũng rất là tẻ nhạt. Tuy nhiên thì nó một bài tập rất quan trọng để chúng ta có thể biết được giới hạn thể lực của chúng ta đến bao nhiêu. Và tất nhiên rồi, trong cả một trận đấu bóng chúng ta phải sử dụng thể lực rất nhiều và sức chịu đựng của chúng ta rất quan trọng. Và nếu chúng ta không đủ sức chịu đựng thì rõ ràng là phải thay người. Và tất nhiên rồi, nếu mà đá bóng thì chả có thằng nào muốn ra sân cả. Let's go, chúng ta sẽ đến với bài tập này. Với bài tập này thì tất cả chúng ta sẽ gồm 5 cái cone. Chúng ta sẽ xếp thành hàng dọc của 5 cái cone này. Mỗi cái cone này sẽ cách 3 bước chân. Chúng ta sẽ bắt đầu những bước đầu tiên khi mà chạy đến cone thứ nhất và chạy về. Chúng ta sẽ sử dụng full tốc độ tối đa, chạy thật nhanh, sau đó quay về. Tiếp theo sẽ chạy đến cone thứ hai, quay về thật nhanh, hết cỡ, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Khi chúng ta kết thúc bài tập ở phần cuối cùng này thì chúng ta chỉ có khoảng 3 đến 5 giây để nghỉ. Và sau đó sẽ nhồi tiếp tục hết cỡ 10 lần để hoàn thành bài tập này. Nó rất là khó chịu và sẽ gây cho chúng ta
đau nhức toàn thân khi mà chúng ta kết thúc bài tập này. Tuy nhiên, nó là một bài tập cực kỳ tốt và cực kỳ hiệu quả với kinh nghiệm của mình. Và hy vọng các bạn sẽ đủ kiên trì, bởi vì đau đớn chỉ là tạm thời thôi, và chiến thắng nó mới là quan trọng. Nếu mà mình tin được các bạn thực sự nghiêm túc với những bài tập này và với cường độ 3 lần một tuần sau 2 tháng, thì mình hứa tất cả các bạn sẽ nhìn thấy được sự khác biệt khi các bạn tham gia đá bóng. Còn nếu không thì hãy bốc máy lên coach cho mình hay email những câu hỏi, mình sẽ cố gắng trả lời tất cả những câu hỏi đó. Như thường lệ thì tất cả những video trên mạng, ngay cả video này không thể giúp tất cả các bạn đá bóng hay nếu các bạn chỉ ngồi nhà xem thôi. Các bạn phải tập luyện và nhớ hãy mang bóng ra sân tập luyện, practice make perfect, no pain no gain. Mình biết những bài tập này thực sự rất nhàm chán và đôi khi gây đau mỏi nữa, nhưng nếu các bạn nghiêm túc và các bạn cố gắng thì các bạn chắc chắn sẽ đá bóng hay hơn mỗi ngày. Như thường lệ thì đừng quên bấm chuông thông báo, bấm đăng ký để có thể nhận được tất cả những video mới nhất của mình hàng tuần. Comment những động tác các bạn mong muốn nữa. Trước khi tắt màn hình, nhớ like và share video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.